Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là thời sự quốc tế. Các viên chức hàng đầu của các tổ chức NGO và Liên Hiệp Quốc đã gặp gỡ ở tại Taliban trong việc mà chế độ này đã cấm các phụ nữ. Các viên chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc gồm hàng chục các đại diện của những tổ chức NGO đang hoạt động tại Afghanistan đã có cuộc nhóm họp vào ngày hôm nay Chủ nhật để thảo luận đường hướng mà sau khi chế độ Taliban đã lên tiếng ra lệnh tất cả các tổ chức NGO là phải ngưng lại việc mà mướn các phụ nữ làm việc cho họ theo một thường trình của một viên chức cho biết như trên chính quyền hồi giáo cực đoan này trong ngày thứ bảy đe dọa là sẽ ngưng lại tất cả các cái môn bài tức là các cái license cho các tổ chức ngo nếu như họ không đáp ứng mệnh lệnh trên à, bộ kinh tế đã đưa ra cái môn bài này cho biết rằng là họ đã nhận được một số những cái uh, than phiền nghiêm trọng khi mà các phụ nữ làm việc cho các tổ chức ngo đã không đáp ứng theo cái lời yêu cầu của quốc gia này là ăn mặc theo đúng cách và trong cuộc họp với lại cái toán uh, làm việc gọi là cả, Humanity, tức là tổ chức nhân quyền của quốc gia này trong đó dự tính sẽ diễn ra ngày hôm nay và thảo luận làm cách nào để mà giải quyết vấn đề đó là lời phát biểu của tabi Gomo, được xem là người đặc trách về tin tức công chúng của tổ chức liên hiệp quốc phối hợp về vấn đề hỗ trợ nhân quyền đã nói với hãng thông tấn afp và tổ chức này cho biết rằng là họ sẽ gặp gỡ với các cái viên chức của chính quyền Taliban. Trong khi đó thì chính quyền Taliban cho biết họ sẽ nghiêm cấm tất cả các phụ nữ làm việc cho các tổ chức NGO hay là tổ chức của Liên Hợp Quốc nếu như những phụ nữ này không ăn mặc theo đúng cái quy định của luật hồi giáo sharia tức là luật mà phía taliban đã áp dụng lên lãnh thổ của afghanistan luật này cho biết là tất cả các phụ nữ dù hàng hoạt động làm việc ở trong công chúng hay là có cuộc sống về chính trị cần phải có cái sự tôn trọng đối với cái quy cách ăn mặc của taliban đã quy định trong khi đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken nói lệnh cấm này là một hành động phá hoại Afghanistan và có thể sẽ gây khó khăn cho đời sống của hàng triệu người. Đây được xem là một trong những cái lệnh mới nhất mà phía Taliban đã đưa ra ngay sau khi mà có lời than phiền rằng Taliban đã nghiêm cấm các phụ nữ và các trẻ bé gái tới trường học và trường đại học và điều này đã dẫn tới việc mà Afghanistan và chính chế độ Taliban cho rằng là bởi vì những người này đã không ăn mặc theo đúng cái quy cách quy định của chế độ Taliban. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Putin tuyên bố Nga đã sẵn sàng đàm phán trong vấn đề của Ukraine. Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các phía trong vấn đề tranh chấp tại Ukraine, đó là lời tuyên bố của ông Tổng thống Vladimir Putin. Tôi tin rằng chúng tôi đã có hành động theo đúng hướng và chúng tôi sẽ bảo vệ cho cái quyền lợi quốc gia quyền lợi công dân của và của người dân chúng tôi và chúng tôi đã không có chọn lựa nào khác để bảo vệ công dân chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông Vladimir Putin đã phát biểu trên đài truyền hình và chúng tôi sẵn sàng đàm phán với bất kỳ phía nào mà chịu trách nhiệm và đưa ra giải pháp được chấp thuận và trong đó tùy theo theo họ và chúng tôi sẽ không từ chối các cuộc đàm phán, chính họ từ chối các cuộc đàm phán. Đây là lời tuyên bố của ông Vladimir Putin đã đưa ra ngay sau khi mà ông ta có một cái cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của Nga. Nga đã và đưa quân xâm lấn Ukraine từ ngày 24 tây tháng 2 năm nay và trong đó gần như họ đã cho xác nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào lãnh thổ của Nga và với tuyên bố cho rằng họ cần bảo vệ cho công dân Nga sinh sống tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Nga ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Trung Quốc đã đưa ra dấu hiệu sẽ thắt chặt mối quan hệ sâu đậm với Nga Tin từ Bắc Kinh cho biết thì ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị đã lên tiếng bảo vệ cho những gì mà ông ta nói rằng vị trí quốc gia của ông ta trong cái cuộc chiến tại Ukraine trong ngày chủ nhật và đưa ra dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể sẽ có những mối quan hệ sâu đậm hơn với Nga trong những năm tới. Ông Vương Nghị phát biểu qua một cái cuộc họp ở tại thủ đô của Bắc Kinh qua màn hình video, đồng thời chỉ trích phiếu của Hoa Kỳ đã phá hủy cái mối quan hệ của nga và của hoa kỳ cũng như của hoa kỳ và của trung quốc được xem là à, hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và nói rằng trung quốc sẵn sàng bác bỏ tất cả những cái à, hành động mà ông ta cho rằng là đã xen vào chính sách của trung quốc và trung quốc đã tiếp tục có những cái hành động chống lại áp lực của tây phương về vấn đề mậu dịch kỹ thuật, vấn đề nhân quyền và cho rằng là đây là quan điểm của phía Tây Phương và cáo buộc phía Hoa Kỳ đã có hành động ăn hiếp đối với Trung Quốc. Trong đó, ông ta đã từ chối lên án cái vụ cái việc mà Nga xâm lăng Ukraine cũng như là cũng từ chối không tham gia vào những lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và các đồng minh nhắm vào Nga và tuyên bố rằng sẽ tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ sâu đậm hơn với lại phía của Nga. Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ có một cái chiến lược gây niềm tin một cách sâu đậm và hợp tác một về quyền lợi với Nga và trong đó giữa lúc mà đôi bên đang có cuộc tập trận hải quân vào tuần này trên bờ biển của trung quốc để giải quyết cân khủng hoảng tại ukraine chúng ta cần phải dựa trên căn bản của các phía và trong đó không có thiên vị cho bất kỳ một phía nào và đồng thời cũng sẽ không có châm dầu vào lửa và cho tới khi nào mà tình trạng này được tốt hơn đây là lời phát biểu của vương nghị đã đưa ra trong cái lời gặp gỡ và nói chuyện qua một cái cuộc nói chuyện với lại phía của nga trong khi đó thì hoa kỳ và liên hiệp âu châu đã bắt đầu siết chặt về ngành kỹ thuật trong khi đó thì tập cận bình đang thúc đẩy trung quốc làm sao có thể tự mình có thể sáng tạo được những kỹ thuật tuy nhiên vương nghị được biết là nói rằng trung quốc cần phải có những cái hợp tác với các quốc gia nước ngoài và hoa kỳ không thể tách rời tất cả những cái nguồn cung cấp từ trung quốc đây là lời phát biểu khá mạnh mẽ của vương nghị đưa ra giữa lúc mà ngoại trưởng hoa kỳ trước đó à, trong tuần trước đã có cú điện thoại với vương nghị và vương nghị đe dọa sẽ đụng độ với phía hoa kỳ trong vấn đề của đài loan đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay hàng triệu người đã phải tìm cách tránh cái cơn bão tuyết và thời tiết lạnh được xem là lần đầu tiên trong lịch sử của hoa kỳ hàng triệu người dân hoa kỳ đã phải trốn tránh cái thời tiết băng giá ở tại hoa kỳ và trong đó gần như là cái trận bão tuyết và cái thời tiết băng giá từ ở bắc cực tràn xuống đã khiến cho 18 người bị thiệt mạng trên toàn quốc và trong đó hàng triệu những cư dân đã sống trong tình trạng bị thiếu điện và rất là nguy hiểm trong lúc mà trận bão tuyết đánh vào đây. Bản tin mới nhất cho biết là thời tiết lạnh cộng với bão tuyết từ ở khu vực crackle ở gần Canada cho tới khu vực Rio Grande ở gần biên giới của Mexico. 60% dân số của Hoa Kỳ đối diện với trận mà bão mùa đông và thời tiết lạnh băng giá đã tràn ngập Hoa Kỳ ở các vùng đồi núi cho tới các vùng bờ biển. Bản tin mới nhất cho biết là có 2.360 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy bỏ trong ngày thứ Bảy, theo tường trình của FAA cho biết. Trong khi đó, thì các nhà nhận định về thời tiết hoa kỳ cho biết là cái uh, trái bom khí lạnh này từ ở bắc cực đã tàn xuống ở khu vực phía nam và uh, trải qua nhiều tiểu bang và khiến cho nhiều tiểu bang đã rơi vào tình trạng được bị xem là băng giá nhiều nơi đã bị cúp điện và trong đó thì uh, các tiểu bang được xem là bị nặng nề nhất gồm có minnesota uh, và ở chicago illinois trong khi đó thì ở Maryland một trong những cái cái vấn nạn nhất mới nhất là tình tình trạng đường trơn trượt và khiến cho nạn kẹt xe đã lại xảy ra khủng khiếp. bản tin mới nhất từ ở phía đông bắc Hoa Kỳ cho biết là trận bão mùa đông đã đánh qua từ ở Seattle ở phía Tây Bắc của Hoa Kỳ kéo dài cho phía Đông Bắc của Hoa Kỳ ở tại New England thì có khoảng 273 000 người đã bị mất điện vào ngày thứ bảy và riêng tại tiểu bang Maine nơi được xem là bị thiệt hại thiệt hại nặng nề nhất và trong đó thì tại North Carolina 169.000 người gia đình đã không có điện trong ngày thứ bảy và nó đã lên tới 485.000 người. Đây được xem là con số mà đã được báo cáo trong mấy ngày qua. Trong khi đó thì dọc theo xa lộ 71 ở Kentucky thì tình trạng mà kẹt xe và tai nạn xe đã diễn ra. Và đây được xem là trong cái cuộc gọi là đối phó với tình trạng thời tiết khắc nghiệt nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và trận bão tuyết cũng như khí lạnh ngày hôm nay. Một nhóm gồm 37 bộ trưởng tư pháp của cả lưỡng đảng đã lên tiếng yêu cầu là phải có hành động bảo vệ cho các khách hàng trong các hãng hàng không. Một nhóm gồm 37 à, bộ trưởng tư pháp của cả lưỡng đảng ở các tiểu bang đã lên tiếng yêu cầu bộ à, giao thông vận tải là phải cải thiện việc bảo vệ cho tất cả những khách hàng của các công ty hàng không. Liên minh này dẫn đầu bởi uh, Bộ trưởng Tư pháp uh, của Đảng Dân chủ ở tại uh, tiểu bang Colorado là Phil Wester đã gửi một lá thư ngày thứ hai và thúc dục uh, cái uh, người đứng đầu của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ là Pete Buttigieg là phải uh, cải thiện và có những cái quy tắc mới dành cho việc mà các các công ty hàng không phải trả lại tiền cho khách hàng cũng như những việc bảo vệ khác cho khách hàng khi mà chuyến bay của họ đã bị hủy bỏ. Chúng tôi đã đại diện cho hàng loạt các cái người dân trên Hoa Kỳ khi mà các chuyến bay bị hủy bỏ, bị trễ nải và không có một sự bồi thường tương xứng cho họ. Và trên sự thật thì chúng ta đã thấy rõ nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần và có rất nhiều những lá thư than phiền từ Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ và trong đó chúng tôi yêu cầu có sự cải thiện để bảo vệ cho khách hàng của các công ty hàng không. Lá thư này diễn ra đã được gửi ra từ ngày từ tháng 9 năm 2020 và từng đã uh, Khiếu nại với bà bộ trưởng ngoại của giao thông vận tải thời điểm đó là bà Alan Chow của Đảng Cộng hòa và giờ đây tới với phiên, phiên ông Big Buttigieg. và trong kinh nghiệm của chúng tôi thì cơ quan US -Doc, tức là Bộ giao thông vận tải của Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái sự cải tổ để đáp ứng được sự yêu cầu của các khách hàng của công ty hàng công khi chuyến bay của họ bị hủy bỏ hoặc bị à, trì hoãn và đây là lý do tại sao mà bà một, có một cái liên minh gồm 37 bộ trưởng à, tư pháp của à, các, các tiểu bang à, gồm có lưỡng đảng đã yêu cầu là phải có sự cải tổ này đây được xem là sự khiếu nại mới nhất diễn ra trong lúc mà các chuyến bay trên toàn hoa kỳ từ hôm thứ năm cho tới bây giờ đã bị hủy bỏ vì tình trạng thời tiết xấu và à, thời tiết khắc nghiệt diễn ra tại Hoa Kỳ Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Cái à, mức lương tối thiểu trung bình 15 Mỹ Kim Đã bắt đầu có ở trên ít nhất là 23 tiểu bang tại Hoa Kỳ 23 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã chấp thuận mức lương tối thiểu ở mức là 15 Mỹ Kim cho một giờ Đây được xem là tình trạng phản ảnh cái... À, trạng lạm phát cao nhất trong lịch sử và trong đó nó đã vượt qua ít nhất là 40 năm qua và trong đó hàng triệu người đã bị nỗ lực trong việc mà trả các cái hóa đơn mỗi một tháng của họ giá cả của thực phẩm đã tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua giữa lúc mà tình trạng các cái phân lời của địa ốc mà họ mô tả trong năm 2021 là tương đối và bây giờ họ phải đối diện với lại cái giá cả về mortgage tức là tiền nhà tiền nhà là tăng cao hơn và cái thị trường tiêu thụ là CPI cho thấy là mức cao nhất từ 9.1% từ tháng 6 và bây giờ là 7.1% trong tháng 11 đây là mức lạm phát mà đã diễn ra nhiều tiểu bang và nhiều địa phương đã bắt đầu cho tăng cái mức lương tối thiểu lên ít nhất 21 trong và tiểu bang và 41 thành phố cũng như quận hạt đã cho tăng cái mức uh, lương tối thiểu uh, vào trong uh, cái đầu năm tới Tức là năm 2023 Theo tường trình cho biết Và trong đó gần như là mức lương tối thiểu ở mức 15 Mỹ Chim Đã diễn ra ở 23 tiểu bàn Đây được xem là tình trạng phản ảnh về nền kinh tế của Hoa Kỳ Đang vẫn nằm trong cơn lạm phát Và chưa có dấu hiệu suy giảm Trong khi đó thì uh, mức suy thoái kinh tế đã dấu hiệu xuất hiện Và có thể sẽ tăng cao hơn trong năm tới Đây được xem là một trong những cái uh, mức lương mà người dân Hoa Kỳ đang phải đối diện với tình trạng giá cả tăng khá cao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một lãnh đạo cảnh sát tại Texas đã rời khỏi Đảng dân chủ và chuyển qua Đảng Cộng hòa. Bản tin mới nhất cho biết thì một chỉ huy trưởng cảnh sát ở tại Texas trong tuần này cho biết là ông đã chính thức đổi từ Đảng dân chủ qua Đảng Cộng hòa và trở thành nhân vật cao cấp thứ hai từ bỏ Đảng dân chủ và chuyển qua Đảng Cộng hòa. Tôi đang tìm cách tiếp tục làm việc trong cái uh, truyền thống mạnh mẽ cho cho tất cả nhân viên công lực ở tại Carnes County và đòi hỏi phải có một cái uh, cuộc làm việc chung và tìm cách uh, có được những sự lãnh đạo chúng ta mạnh mẽ, đó là lời phát biểu của cảnh sát trưởng tại quận Carnes ở tại uh, Texas có tên là Wayne, uh, Villa Usva đã ra đã đưa ra trong một cái bản thông cáo báo chí và biến chuyển này uh, đã được đưa ra sau khi mà ông nói rằng ông sẽ chuyển chính thức từ ở đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa. Đây được xem là một trong những cái nhân vật số 2 và được xem là cao cấp từ đảng Dân Chủ chuyển qua đảng Cộng Hòa. Trước đó vào năm ngoái thì một trong những thành viên lâu năm của đảng Dân Chủ là dân biểu Ryan Gulen đã loan báo rằng ông ta sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ và gia nhập vào đảng Cộng Hòa sau khi chỉ trích về chính sách của đảng Dân Chủ đã không tôn trọng giá trị của người Texas và giá trị chung của những người ở sinh sống ở miền Nam Texas và đây được xem là nhân vật thứ hai, được xem là khá quan trọng. Kansas County là nơi là đang nằm ở gần khu vực biên giới và trong đó gần như là họ đã có cái mức à uh, uh, danh bên Đảng dân chủ nhiều hơn. Trên 75% cử tri tại đây là ủng hộ cho cả cựu tổng thống Trump và thượng nghị sĩ John Cornyn uh, thuộc Đảng Cộng hòa. Và hiện nay thì gần như là họ đã uh, gọi là chuyển từ đổi từ đảng nhà, dân chủ qua đảng cộng hòa đây được xem là một thất bại lớn của đảng dân chủ trong cái chính sách về biên giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay nhà tỷ phú elon musk đã lên tiếng và chỉ trích hãng thông tấn reuters đã đưa tin không đúng sự thật về cái việc mà à, Twitter đã hủy bỏ một cái phân sinh để đối phó với tình trạng gọi là tự tử tự, tự nhà tỷ phú elon musk đã lên tiếng và chỉ trích hãng thông tấn reuters khi nói rằng là ông tổng giám đốc này đã ra lệnh là xóa bỏ một cái nút một cái phân sinh ở trên cái trang twitter về đối phó với tự tử à, đây là hoàn toàn sai lạc và cái phân sinh này vẫn còn ở đó ông elon musk đã tweet vào ngày thứ bảy à, sáng ngày thứ bảy ông cho biết rằng là ông để bảo vệ cho um, À, trong việc mà bảo vệ cho nhân vật có tên là Chan Ma Chun Wong Đã tweet và nói rằng đây là thời điểm mà có thể có một cái uh, tính chất Mà công ty Twitter sẽ xóa bỏ một cái uh, function ở trên cái uh, <laughs> trang mạng của họ Về việc mà đối phó với với, với tình trạng mà uh, thanh thiếu niên uh, lâm vào tình trạng tự tử Và ông Musk đã, uh, đã trả lời rằng cái message này là vẫn còn ở đó Và đây là một cái tin rất giả uh, Twitter không hề hủy bỏ cái... Uh, phân sinh này trong khi đó thì hãng thông tấn Reuters đã chỉ ra ít nhất hai nguồn tin giấu tên và nói rằng là đã cái phân sinh này đã bị xóa bỏ theo lệnh của ông Musk và trong đó gần như là con hãng thông tấn Reuters cho biết họ đã nâng cấp cái cái hệ thống tin tức của họ và trong đó nói rằng là hai cái phân sinh này đã được restore tức là đã được tái lập lại sau khi có bản báo cáo của họ tuy nhiên thì công ty Twitter tuyên bố là họ không hề có chuyện xóa bỏ cái nút mà và cái phân sinh được xem là dành cho việc mà đối phó với tình trạng tự tử đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay công ty Tesla đã ngưng lại việc sản xuất ở trong cái công xưởng của họ tại Thượng Hải trong một cái thông cáo nội bộ cho biết Công ty Tesla đã ngưng lại cái hệ thống sản xuất của họ tại thành phố Tường Hải vào ngày thứ bảy theo tường trình của một cái thông cáo nội bộ, ít nhất là hai nguồn tin à, thân cận với lại cái à, việc sản xuất này cho biết như trên và việc ngưng lại này là diễn ra vào à, tuần lễ cuối cùng của tháng 12. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty sản xuất xe điện đầu tiên của Hoa Kỳ trong sáng ngày thứ à, à, ngày à, thứ bảy đã nói với tất cả các công nhân viên ở tại ở cái khu vực của cái công xưởng này là họ có thể sẽ tạm thời nghỉ ngơi và nói rằng đây là một cái thông báo mà hãng thông tấn reuters đã nhìn thấy tuy nhiên thì công ty này vẫn không cho biết lý do Trước đó thì Reuters cho biết rằng là cái công ty sản xuất xe điện này sẽ ngưng lại cái Model Y ở tại công xưởng này từ ngày 25 tây tháng 12 cho tới ngày 1 tây tháng 1 năm tới. Và việc ngưng lại này diễn ra giữa lúc mà tình trạng lây nhiễm đại dịch đã bùng nổ tại Trung Quốc trong vòng một tuần lễ qua. 248 triệu người đã bị lây nhiễm bởi con siêu vi khuẩn Vũ Hán sau khi mà Tập Cận Bình xóa bỏ cái chính sách gọi là Zero Covid đây được xem là một thông cáo mới nhất mà phía hãng thông tấn Reuters đã nhìn thấy từ bản thông cáo nội bộ của công ty Tesla tại Thượng Hải. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là máy bay chính xác Hoa Kỳ đã tiếp cận gần thêm lục địa của Trung Quốc trong năm 2022. Bản tin mới nhất từ một tổ chức chiến lược ở tại Trung Quốc cho biết là Trung Quốc đang đối diện với sự đe dọa khi mà các chiến uh, trinh sát cơ và giám sát cơ của Hoa Kỳ uh, đã bay gần tới khu vực gọi là thêm lục địa của họ để mà lấy tin tức theo tường trình của một tổ chức chiến lược tại Bắc Kinh cho biết. Hoa Kỳ đã có tổng cộng 589 chiếc uh, chiến đấu cơ và xin lỗi quý vị, chiếc uh, trinh sát cơ và giám sát cơ từ tháng Giêng cho tới tháng 11 và đã có những cái chuyến bay tiếp cận thu tập thập tin tức tình báo ở khu vực Biển Đông và sát với thềm lục địa của Trung Quốc. Và những chuyến bay này bao gồm luôn cả một số những cái chiếc máy bay tuần tra ở trên Biển Đông từ tháng 12, tính từ tháng 12 năm ngoái. Và tổ chức này báo cáo cho biết rằng các chuyến bay này vẫn diễn ra mỗi một ngày và gần như là phía của hoa kỳ cho biết trong ngày thứ tư tuần qua thì ít nhất có 3 chiếc trinh sát cơ gọi là à, -E cùng với lại một số những chiếc máy bay khác mà những chiếc máy bay này là những chiếc trinh sát cơ chống tiềm thủy đỉnh đã bay ở gần khu vực thềm lục địa của trung quốc và họ đã cất cánh từ cái phi trường gọi là Cadena ở tại nhật bản cũng như là phi trường clark airbase ở tại philippines và trong đó gần như là tuần tra rất sát với eo biển đài loan và khu vực trên biển đông đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất và báo động của tổ chức chiến lược của Trung Quốc sau khi họ nói rằng Hoa Kỳ đã có những cái hành động được xem là xâm phạm vào không phận và chủ quyền của Trung Quốc khi mà các chiếc trinh sát cơ của Hoa Kỳ và các chiếc giám sát cơ của Hoa Kỳ đã bay đi ra lấy tin tức tình báo và tiếp cận rất gần với lại cái thềm lục địa, tức là cái dãy đất liền của Trung Quốc. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía Trung Quốc đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Được xem là bản tin đứng đầu ở trong channel Trần Nhật Phong Là lực lượng hải quân của Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận với kịch bản là tấn công đảo quốc Đài Loan và đảo Okinawa của Nhật Bản Bản tin từ Đài Loan cho biết là chiếc hàng không mẫu hạm của Trung Quốc cùng với một loạt các chiếc chiến hạm gồm có khu trục hạm và khinh hạm của Trung Quốc đang tập trận ở phía À, giữa biển thái bình dương và băng ngang qua cái eo biển miyako đã có cuộc tập trận với kịch bản là sẽ tấn công đổ bộ vào trong khu vực của okinawa và kể cả đảo quốc đài loan đây được xem là một cuộc tập trận lớn diễn ra cùng một lượt với cuộc tập trận hải quân giữa trung quốc và của nga ở ngay trên cái bờ biển của trung quốc ở ngay tại tỉnh triết giang theo tường trình của giới quân sự hoa kỳ cho biết phía của đài loan nói rằng cuộc tập trận này là đã băng ngang qua cái biển Miyako nơi được xem là nằm giữa đảo quốc Đài Loan và cái đảo Okinawa của Nhật Bản và nó bắt đầu từ ngày 21 tây tháng 12 vừa qua và cuộc tập trận này sẽ song hành với cuộc tập trận mà Trung Quốc đang tập trận với lại Nga ngay trên bờ biển Triết Giang của họ và cuộc tập trận ở tại um, À, ngoài Thái Bình Dương mà qua khỏi cái eo biển Miyako là cuộc tập trận riêng của Trung Quốc và trong đó họ nhắm mục tiêu vào các cái đảo do Nhật Bản quản trị và Đài Loan quản trị và có thể tấn công bất ngờ vào tất cả những cái khu vực này. Trong đó bao gồm luôn việc mà họ sẽ tấn công vào cái đảo gọi là Irusku à, được xem là một trong những cái đảo mà do phía Nhật quản trị tuy nhiên nó lại nằm rất gần với eo biển Đài Loan. Tâm Cân Bình đã ra lệnh các cuộc tập trận sau khi mà có cái tình trạng gọi là Nhật tăng cường ngân sách quốc phòng trong khi đó thì uh, tin tức quân sự Hoa Kỳ cho biết rằng chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh này đã tập trận uh, chung một lượt và nó bắt đầu từ ngày 21 tây tháng 12 và hai cuộc tập trận này ở bờ biển của Trung Quốc và ở ngoài Thái Bình Dương, một bên sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 12 là ngày thứ hai và một bên khi mà Nga và Trung Quốc tập trận ở tại Triết Giang sẽ kết thúc vào ngày thứ ba 27 tháng 12. Đây là cuộc tập trận mà phía của Đài Loan mô tả là với cái kịch bản sẵn sàng tấn công đổ bộ vào khu vực của Okinawa Nhật Bản và kể cả cả đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Okinawa với sự đe dọa của Trung Quốc. Trong khi đó, bản tin từ tỉnh Tiết Giang cho biết trên 1 triệu người đã lây nhiễm mỗi một ngày và con số này có thể tăng gấp đôi. Giới lãnh đạo ở tại tỉnh Tiết Giang, nơi được xem là gần Thượng Hải cho biết là cuộc chiến chống đại dịch của Tập Cận Bình đã thất bại gần một triệu người lây nhiễm mỗi một ngày và số này có thể tăng gấp đôi trong những ngày kế tiếp. Đó là một trong những cái lời thông báo chính thức của giới lãnh đạo của tỉnh này cho biết như trên. Bất kể là con số lây nhiễm đã đã, đã bị giảm đi trước đây và trong tuần lễ qua thì có tổng cộng 248 triệu người Trung Quốc đã bị lây nhiễm bởi đại dịch và liên tục trong 5 ngày theo tường trình của cơ quan CDC của Trung Quốc và các công dân cũng như các chuyên gia đã kêu gọi là phải có thêm những dữ liệu về tình trạng lây nhiễm này trong đó có thì gần như trên toàn quốc số lượng người lây nhiễm đã lên rất cao và riêng trong tuần lễ vừa qua được ước lượng đánh giá là 37 triệu người mỗi một ngày đã lây nhiễm trên toàn quốc của Trung Quốc, trong đó riêng tỉnh Tiết Giang cho biết đã gần một triệu người lây nhiễm mỗi một ngày kể từ à, hôm à, 20 tháng 12 cho tới bây giờ. Và trong đó thì gần như là tỉnh Tiết Giang hiện nay đang đối diện với tình trạng lây nhiễm cao hơn với mức độ là bởi vì à, phía của nơi đây vẫn đang à, chuẩn bị cho cái việc đón chào năm mới. Nơi đây có khoảng 65.4 triệu người và đã có cái trường hợp à là 13 583 83 người đã bị đưa vào trong bệnh viện trong hệ thống ICU và gần như là nơi đây mức độ lây nhiễm đã cao hơn và có thể gây nguy hiểm tính mạng cho những người dân tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay cùng một lượt thì ngày hôm nay bản báo cáo từ nội địa trung quốc cho biết là quốc gia này đã ngưng lại cái việc đưa tất cả những thông tin liên quan tới tình trạng mà lây nhiễm bị đưa vào bệnh viện hoặc là các dịch vụ về mai táng bản tin mới nhất cho biết là nhà nước cộng sản trung quốc đã ngưng lại việc mà công bố số liệu của những cái trường hợp lây nhiễm đại dịch vào ngày chủ nhật một ngày sau khi mà tình trạng mà con uh, siêu vi khuẩn biến thể là omicron đã trở thành một cơn sóng lớn tại trung quốc và giờ đây phía Bắc Kinh đã ngưng lại tất cả các cái uh, tin tức liên quan tới trường hợp lây nhiễm cũng như là tất cả những tin tức liên quan tới trường hợp mà các cái nhà quàng, tức là các cái nơi mà uh, chăm sóc về tang lễ đã không còn đủ chỗ chứa và họ đã làm việc 24 trên 24. Bản tin mới nhất từ tờ báo Nhân Dân Nhật Báo của Cộng Sản Trung Quốc cho biết thì uh, riêng tại thành phố Vũ Hán nơi được xem là bùng nổ đại dịch năm 2020, số lượng người bị thiệt mạng và nằm ở trong các cái uh, nhà quàng đã đông tới mức không thể tải nổi và trong khi đó thì uh, các bản báo cáo cho thấy rằng là mức độ lây nhiễm đã càng lúc càng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì số lượng người tử vong vì cái trận đại dịch này cũng đã khiến cho các nhà quan trở nên bận rộn hơn. Bản tin cho biết thì số lượng người đã bị thiệt mạng tính cho tới ngày thứ bảy là 4.128 trường hợp trong vòng mấy ngày qua. Và còn con số này đã bị ngưng lại và không có thông báo thêm. Đây được xem là một trong những chiến dịch che đậy thông tin của nhà nước Cộng sản Trung Quốc ngay sau khi mà tình trạng lây nhiễm đã lan tràn ở khắp nơi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn à, và đã cho những hacker và tấn công vào ít nhất là 900 nhà ngoại à, chuyên gia về ngoại giao và chính sách ngoại giao để tống tiền. Bản tin mới nhất cho biết từ phía Nam Hàn, cho biết là phía Bắc Hàn đã thực hiện các cuộc tấn công không gian mạng vào ít nhất là 892 chuyên gia đặc trách về chính sách đối ngoại của Nam Hàn và trong đó đánh cắp các dữ liệu cá nhân, email và cũng cũng như là thực hiện các cái vụ tống tiền à, thông qua các cái email và theo tường trình của cái cơ quan gọi là National Police Agency và chính quyền của Nam Hàn cho biết vào ngày chủ nhật các cuộc tấn công này đã nỗ lực rất nhiều và nạn nhân hầu hết đã bị lôi vào những cái trang website giả và sau đó họ lấy đi tất cả những thông tin của các nạn nhân. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất của Bắc Hàn nhắm vào phía Nam Hàn trên không gian mạng và các hacker này đã bắt đầu mở chiến dịch tống tiền đối với lại các nhân vật đã bị lấy đi tất cả những cái thông tin của họ, bao gồm một số những cái nhân viên nhân viên làm việc trong Bộ ngoại giao, các chuyên gia làm việc trong Bộ ngoại giao và kể cả một nhân vật nổi tiếng là Ta Yong Ho được xem là lãnh đạo của đảng PPP tức là People Power Party, ở trong đó gần như là các cuộc tấn công này diễn ra liên tục, ít nhất là có à, 49 cái vụ à, gọi là tống tiền đối với lại các nhân vật này và trong đó thì à, phía Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn đã gia tăng các cuộc tấn công của hacker rất là nhiều trong à, mấy tuần lễ qua, đặc biệt là trong cái mùa lễ Giáng sinh sắp tới, à, giáng tinh như vừa qua thì à, phía của Na, à, Bắc Hàn đã tấn công tăng cường tấn công rất nhiều và họ đã thành công xâm nhập được cái à, Trương ngục của ít nhất là gần 900 chuyên gia về chính sách đối ngoại của Nam Hàn. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất và có tới 13 công ty đã bị ảnh hưởng. Cũng như là có ít nhất là số tiền tống tiền lên tới mỗi một cái vụ án này là trung bình là tính khoảng 2.5 triệu đồng won. Tức là khoảng 1980 Mỹ Kim. À, ít nhất làm cho một cái uh, vụ tống tiền. Đây là được xem là một trong những cái vụ tống tiền nổi tiếng ở tại Nam Hàn và Bắc Hàn. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay. Indonesia đã thông qua một cái dự luật mà biến tội hình sự và ban lệnh cấm đối với sự tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản. Indonesia đã thông qua một cái dự luật mới gọi là Criminal Code ở trong tháng này ban cấm tất cả những cái cuộc tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản và Marxist Leninist à, theo tường trình cho biết và đây là một phần mà trong cái việc ngăn chặn sự ảnh hưởng của đảng cộng sản Trung Quốc. À, nghị viện của indonesia cho biết họ đã à, cho thông qua một cái bản tu chính trước đó về một cái luật về à, à, và đối với những kẻ đi theo chủ nghĩa cộng sản và bây giờ Tất cả những cái kẻ mà tuyên truyền hay đi theo chủ nghĩa cộng sản đều sẽ bị kết tội hình sự và đây được xem là một chính sách khá mạnh mẽ của Indonesia nhằm chống lại cái sự tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản, Marxist, Leninist và có thể sẽ bị ở tù từ 4 cho tới 15 năm tù. Theo tường trình cho biết thì bản tu chính này gọi là Article 188, trong đó bất kỳ một kẻ nào mà can dự vào trong việc cổ võ cho chủ nghĩa cộng sản Marxist Leninist à, Viết hoặc là có những cái à, hoạt động trên mạng xã hội Sẽ đối diện à, tối thiểu là 4 năm tù Và trong đó thì à, Đối diện là, là tối đa là, là 4 năm tù Và trong đó những kẻ nào mà thúc đẩy cái việc thành lập Hoặc là gây thiệt hại cho tài sản công cộng hoặc là sẽ có những cái hành động được xem là cổ võ cho chủ nghĩa Cộng sản, sẽ bị kết án à, tối đa là 7 năm tù. Và nếu như mà có trường hợp người đã bị thiệt mạng, hoặc là có người đã bị à, thương trong các cái vụ tàn phá và khởi đi từ chủ nghĩa Cộng sản hoặc là Marxist-Leninist, thì sẽ bị kết án từ 12 cho tới 15 năm tù. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của Indonesia nhằm đối phó với chủ nghĩa cộng sản và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách thay đổi cái suy nghĩ của người dân Indonesia thông qua những cái trang mạng xã hội bao gồm cả TikTok, Twitter, Facebook và WeChat. Đây được xem là một trong những bản tu chính mới nhất của Nghị viện Indonesia nhằm ngăn cản và không để cho chủ nghĩa cộng sản hay là Marxist Leninist có thể xâm nhập vào xã hội của Indonesia. Và đó là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.